chuyến bay dài đến một đất nước Đông Á, đó là Trung Quốc. Dạ chưa 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 tí xíu. Chị đem này xuống dưới giùm em. Lên xe đẩy đó đó. Này là 4 rồi nè, đúng không? Này 4 rồi. Dạ Vườn Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày mai này Vườn Hồ sẽ có một cái chuyến bay dài đến một đất nước Đông Á, đó là Trung Quốc, đất nước có số dân đứng thứ hai trên thế giới. Trên hành trình trong năm mới này thì Vườn Hồ sẽ đặt chân đến Thượng Hải, Tô Châu và khám phá Bắc Kinh của Trung Quốc. Có thể đi khám phá Tử Cấm Thành nè, rồi đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành, và một hành trình khá là dài ngày ngay tại đất nước Trung Quốc. Cô bác nói là cô bác quý anh chị sẽ đón nhận những cái video của Bùi Hồ trên cái hành trình khám phá về đất nước Trung Quốc. Và sau đây thì đây là một đoạn clip mà Bùi Hồ đã chia sẻ yêu thương từ bạn Hằng ở Mỹ, hỗ trợ cho 83 bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những phần như là nhu yếu phẩm nè, rồi gạo và mì. Đây là phần mỗi phần quà trị giá tương đương gần 300.000 đồng. Mời cô bác quý chị xem một đoạn clip phát quà trước khi Bùi Hồ đi Trung Quốc ha. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ phát hỗ trợ những bà con cô bác quý chị là những người có hoàn cảnh khó khăn á. Mỗi một phần quà như vậy là tương đương với 300.000 đồng. Đây là gạo nè cô bác quý chị, đây là phần gạo ha. Tổng cộng là có 83 phần. Rồi ở đây là có nước, một chai dầu ăn với lại một chai nước mắm thôi cô bác anh chị, với lại một thùng mì gấu đỏ. Mỗi một phần như vậy thì cô bác anh chị sẽ nhận được một cái phần gồm có gạo, mì với lại nước tương và dầu ăn. Đây là phần hỗ trợ từ bạn Hằng ở Mỹ phát, vào lần sau thì Bùi Hồ sẽ phát ở một địa điểm khác nữa. Rồi bây giờ đợi một tí xíu nữa bà con cô bác đến đủ á, thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho bạn gửi cho đến bà con. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ rất là nhiều ha. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong thời gian qua và cũng như là trong thời gian sắp tới. Thì mấy cô chú cũng đến đủ rồi cô bác anh chị. Ngày hôm trước thì cũng có chú trưởng ấp á, phát những cái phần phiếu cho bà con ở đây. Bây giờ thì chắc đến đông cũng để phát để các cô đợi. Dạ. Dạ 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 từ từ ha. Này là 2 phiếu đúng không? Lên đây chị. 2 phiếu. Hồi sau đây. 2 phiếu từ từ ha, 2 phần. Để đây. Đây. Rồi ra đây bắt đầu. Đây đâu đâu này này giữ giùm con. Giữ phiếu con. Này có ai? Chua chút xíu đi. Không, cái phiếu đó. Cái phiếu đó đưa đây. Cắt đây đây. Đây một phiếu đúng không? Tao lãnh giùm cho ông Quyên. Được được. Cho mày. Dạ, ba. Cái này 2 phiếu lãnh giùm cho lãnh giùm. Lãnh giùm ha. 2 phiếu. Đúng, đúng. Nè, ba. Nãy nãy từ từ lặng đi bọn ra. Ba đứa, ba đứa 2 phiếu bà để đây đi. Đây nè, để gì nè. Để đây. Để chứ nó đây rồi. Dạ. Đây đây đây. Dạ. Dạ, đây 1 phiếu đúng không chị? Đây. Dưa chút xíu đi, từ từ đi. Từ từ ai cũng sẽ có cho bao gạo từ để giữ đi không? Chưa. Rồi. Đây đây đây. Nhỏ kìa. 1 phiếu. Cứ ngấy đi. Bây giờ chị mấy phiếu? 2 phiếu đúng không? Đây. Chưa từ từ. Dạ. Đây. Còn thùng mì nữa hả? 1 thùng mì nữa đúng không? Đủ chưa? Đúng rồi. Cầm giùm đi. Tại mấy bà cụ á thì không có sức khỏe để mà ghiên cái phần quà này. Này 1 phiếu đúng không chị? Một đây 1 phiếu đây. Đây. Xong này.
Rồi. Rồi ngon miệng dạ. Rồi. Để bà xích lên bà. Còn một phiếu hả? Còn một phiếu đây. Nè. Đây con. Rồi. Bà mấy phiếu? Hai phiếu. Nhỏ em. Dạ. Bây giờ đưa một phiếu đi, bà đưa một phiếu, đưa bà lại một phiếu đi. Dạ dạ, đây. Ghi hết phần này đi rồi, phần tiếp theo. Rồi ra đi rồi, tí xíu vô tiếp bà. Đây đây, một phiếu đúng không chị? Đây, rồi. Chưa, nè, cầm đi chút xíu đi. Vinh hai phiếu nổi không bà? Lấy làm từ phiếu đi. Một phiếu đi ha, hai phiếu Vinh không nổi đâu. Đây. Rồi. Tí xíu lên Vinh thêm. Để xích đây bà. Đây. Đây. Rồi. Nói không không? Chưa để cho qua này chứ hả lấy. Sắp bên đó đi, qua đi đừng có đi ngang không. Vậy đi cho nó dễ. Đi vô rồi. Đi sẽ. Chị mấy phiếu? 3 phiếu đừng có lấy được từ phiếu đi. Lấy giùm đó. À, 2 phiếu nổi không? Được. Rồi, lấy 2 phiếu trước đi ha. Tại vì sợ Vinh không nổi á chị. Đây. Rồi. Nổi không? Đây. Dạ lên đây đi, đây từ từ. Đi lên đi. Sao này? Này chị. Đó cho bà đó là tôi bưng đưa cho bà đó. Ờ. Hai bay vô cái đứng lên núp từ bất cỡ nha. Rồi. Còn một phiếu đúng không? Từ phiếu đi nó dễ đưa dài quá nó khó. Đây. Nè đưa này một phiếu. Đó là lắm bưng người ta lắm. Dạ. Nè, đây nè, qua đây đứng đây cho mình lãnh. Ồ ông, cậu, ông mấy phiếu? 5 phiếu. 5 phiếu hả? Lãnh dùm hả? Dở vậy nổi không? Đà một phiếu đúng không? Từ. Chuyện cho bà này có bằng tiếp nha. Ở đây là có nhiều cô chú á, rồi gỡ lãnh dùm luôn, tại vì ở quê á, thành nữ là đi làm ruộng luôn nha. Nè, ông này ông giữ 5 phiếu hả? Rồi chở nổi không? Có cháu nó ở dưới đó. Mày đưa cho mày những đưa anh lên anh nhận giùm. Chưa đưa. Ông cụ yếu lắm. Ông xuống dưới này. Chưa. Đưa. Chưa. Tí xíu. Đây, qua đây đi. Rồi bây giờ. Đây bà mấy phiếu? Đây. Đây. Rồi. Này mấy phiếu? 3 phiếu. 3 phiếu. Lãnh nổi không? Đưa 1 phiếu trước đi. Chưa. Cái 5 phiếu nãy của ông cụ. 5 phiếu của ông cụ cầm. Đây. Đây. Trước sau gì cũng có, từ cô chú. Đây. Rồi ông mấy phiếu? 1 phiếu. Dạ 1 phiếu đúng không? Rồi. Thôi cảm ơn. Dạ chú. Rồi chú thằng vô đây. Đúng 1 phiếu luôn đúng không? Lấy. Rồi. Rồi dạ từ. Từ cho người ta ra cái hả? Dạ. Này à, 1 phiếu đúng không? Dạ. Rồi. Rồi không? Dạ. Con đứng qua đây đi. Con mấy phiếu? 1 phiếu. Nè, 6. Đây. Rồi. Bước qua đây người chú, chú cầm 2 phiếu đó, nó ghi nổi không? Nổi. 2 thùng. Hai thùng. Chưa.
Rồi. Mình sắp theo ấy đi, đừng có đi ngang cái cày lát người đó chứ mà đứng sao đó. Xếp hàng đi, xếp hàng đi, xếp hàng đi. Một một phần. Rồi. Có chân té cái cầu. Dạ. Không có đường đi. Dạ. Đổi không ạ? Anh một phiếu đúng không? Nó cái nó là em qua bên này luôn đi. Rồi anh đứng qua đây gì đi. Chỗ qua đây gì đi. Cho nó. Rồi, có bà Năm một phần hả? Bà Năm. Nặng nha bà Năm. Để xuống đó đi, tôi cỡ xuống dưới rồi. Dạ dạ. Đây đây, đứng qua đây đi. Chị một phần đúng không? Đứng chăm một bên đi, đừng có đứng hai bên cái đi ra nó khó lắm. Cái nón. Cảm ơn nghe cô. Hai phần. Hai phần đúng không? Nặng 20kg đó. Để cái tay ở dưới, để cái tay ở dưới. Đúng rồi, đúng rồi. Tay dưới gì đây? Con qua đây con đứng sao con cặp qua đây con. Ôi nặng nha. Đứng ngang không? Cho đường đi. Rồi đâu đưa đây một phiếu đâu. Mấy phiếu? Hai phiếu không? Đúng rồi. Rồi rồi rồi. Nè sao? Đây đây đây. Dạ chưa từ từ từ. Đây hai phiếu đúng không? Dạ dạ. Ừ để nó đi con ấy. Để cho má phen mấy cái người này. Còn nữa nha, còn nữa nha. Được không? Mấy phiếu, mấy phiếu. Đây à. À, vậy là hai người hai bên nha. Chưa chưa. Lạnh dưới đây chút đưa thêm phần nữa, đủ rồi. Ở đây sáng có truyền để. Về tí xíu đi, tí xíu đi. Đây mấy phiếu. Rồi. Anh một phiếu hả? Chị lấy giùm em bao gạo. Dạ dạ. Bước lên đây nè cô, đằng ấy luôn cho nó dễ. Bà mấy phiếu. Bà đưa lận phiếu thôi. Bà ginh không nổi đâu. Lấy bao gạo. Đây đây anh. Đây phiếu nữa. Này đúng không? Đó là không quay tao mày. Đây đây chị Ginh giùm bà. Đây. Rồi. Bỏ của bà Tư đưa bỏ kìa. Đây đây em mấy phiếu. Một phiếu đúng không? Đây một phiếu đúng không? Chị lấy giùm em bao gạo. Rồi. Rồi có bỏ đâu? Rồi có ai nữa? Rồi ăn ngon miệng. Dạ. Mấy phiếu, hai phiếu đúng không? Rồi. Cạnh này, cạnh này, đúng rồi. Ông một phiếu đúng không? Dạ. Nè ông. Nằm rồi, để ở đây chút xíu nha. Ông sao đi? Rồi. Đưa hai phiếu kinh nổi không? Phiếu đi hả? Mấy chục ký thật á. Chưa ốp đây cho bà này. Hai cái một. Một ôm ra ngoài trước đi rồi chở vô. Bà. Đi với ai ạ? À? Chiên mì lầy xong. Nãy tôi lấy xe đẩy cắt cỏ người luôn. Rồi tới ai nữa? Tới cô ai á? Còn phiếu nữa cô ai? Ông muốn ông đỡ vô đây chút nhận vô đó. Ở đây sáng nay thì Bùi Hồ cũng có đẩy ở dưới đó mấy phần á.
À, có 5 phần, có chú kia lãnh 5 phần luôn. Rồi rồi quay đây. Rồi. Rồi đưa thêm một phiếu nữa, một thằng dưới đó nữa. Ở đây là 5 phiếu đúng không? Rồi. Coi cho chú kia trả. Chú ơi, chú lấy 5 phần ở dưới đó giùm con nha. Dưới thêm một phần này nữa. Nhìn đây khỏi lên. Dạ. Rồi rồi rồi. Đủ đó đó. Vậy là còn ai nữa không? Nè. Đó có ai ngoài? Để qua đây đi chị ba, để đó. Rồi. Rồi cảm ơn rất nhiều, dạ rất nhiều. Rồi còn cô chú lên đây nhanh lên. Đây, lên đây xích lên con. Đây. Dạ. Đây. Nè lấy phiếu lại giùm. Chị lấy phiếu chưa? Lấy rồi, chị lấy rồi. Dạ. Rồi. Còn ở dưới con vậy là hiện nay thì còn phiếu nữa hả? Đây anh em đó của ai, phiếu đó của ai nè, đưa coi tám đi. Không không, đưa sang một bên để con biết. Dạ mấy phiếu? 7 phiếu rồi sao trả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phiếu. Đây. Cái đó 7 phiếu hả? Ờ. 7 phiếu rồi, bây giờ lấy 7 thùng mì trước đi nha. Đủ 7 không? 7 à. Đây đây. Đây là 4 nè, chưa? 7, trời ơi em sẽ đẩy theo luôn hả? Mấy người ra là nó đây là mấy người tàn tật không á. Có nghĩa là đi lãnh cho mấy bà cụ á. Dạ chưa tí xíu. Chị đem này xuống dưới giùm em. Lên xe đẩy đó đó. Này là 4 rồi nè đúng không? Này 4 rồi nè. Trời ơi lãnh lần một xe đẩy luôn. Nguyên một chưa. Đây nè. Này là đủ 7 nè. Anh lấy gạo nè. Lấy gì băng băng không để lãnh giùm ta gì hết hả? Rớt không có đâu đưa á. Rồi nãy còn 2 phiếu đâu. Đây. Đây đúng không? Dạ, để con này ra tiếp ngoài đây. À. Trời ơi. Đi nguyên một xe đẩy. Đây. 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 Đây còn 2 phiếu của dì Mỹ đúng không? Đây là những cái phần quà mà được chú trưởng ấp ở đây phát phiếu cho những cái hộ khó khăn. Đó. Đây, đây vậy. Rồi, có gì rồi, 2 phần nữa đúng không? Tổng cộng là có 83 phần, mỗi phần trị giá tương ứng với khoảng 300.000 đồng, gồm có mì, gạo, với lại nước tương, dầu, nước tương và dầu ăn. Thì một lần nữa thì bây giờ chúng còn mấy hộ nữa, mà cô chú chắc đi làm chưa về. Những này sẽ phát sau cô bác anh chị, tại vì một số cô chú đi ruộng, đi làm gãy đó. Một lần nữa Bùi Hồ cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ rất nhiều. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.